kẻ trộm huy chương. Bộ phim lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật của hai nhà khoa học Niels Bohr và Hevesvi tại Đan Mạch năm 1940. Thành phố Copenhagen, Đan Mạch năm 1940. Thưa ngài Bo, hình như có ai đó đột nhập trước cổng viện nghiên cứu của chúng ta. Hevesi đâu rồi? Ông ấy còn đang ngủ chứ? Lúc nãy tôi tới phòng Hevesi, chẳng thấy ngài ấy đâu hết. Bo, làm lâu, vào ranh. Ôi trời đất, sao giữa đêm hôm khuya khoắt họ lại tới đây? Tôi nghe nói chúng tôi phải đi khỏi Copenhagen ngay bây giờ. Đúng vậy, quân phát xít sẽ hành quân tới Copenhagen này trong vài ngày tới. Hai anh, một người là người Do Thái và một người công khai chống lại phía họ. Các anh không thể ở đây thêm được. Học viện vật lý này từ lâu là nơi bị nghi ngờ che giấu cho các nhà khoa học gốc Do Thái. Quân Hitler sẽ chú ý tới mục tiêu này đầu tiên. Dĩ nhiên rồi, nguy hiểm như vậy chúng tôi sẽ không ở lại đâu. Nhưng chúng tôi muốn nhờ các anh cất giấu hai thứ này. Đúng rồi, bây giờ việc đưa vàng ra khỏi lãnh thổ sẽ bị tử hình đó. Bởi vậy chúng tôi không thể liều mạng mang vật báu này đi khỏi đây. Thực ra với tôi, nó không chỉ là vàng, nó là thành tựu cả cuộc đời. Nếu nó bị mất hoặc bị hủy, đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đã từ lâu, học viện chúng tôi là nơi bị nghi ngờ che giấu các nhà khoa học Do Thái. Với sự thù hận của Hitler với người Do Thái, hai tấm huy chương này bị phát hiện, không biết hậu quả sẽ thế nào đây. Chỉ cần chúng thấy hai tấm huy chương này thôi là tính mạng chúng ta đi tông. Nguy rồi, 5 phút nữa đến giờ chúng ta phải đi cho kịp tàu ra khỏi biên giới. Không thể nâng ná ở đây được nữa. Bo, Hevesi, xin hãy giúp chúng tôi. Cả đời này chúng tôi nợ ân tình của các anh. Hay chúng ta tạm chôn huy chương trong khu vườn của học viện, hy vọng chúng không tìm ra. Không đâu, chúng tới đâu là đào xới tới đó đó. Được, Ren, Lau, hai người để huy chương lại đây rồi đi đi, khẩn cấp lắm rồi. Dạ, thưa ngài Bo, chúng ta không thể quá mạo hiểm như thế. Như thế là đánh đổi tất cả tính mạng của học viên trong viện. Ngày mai chúng có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chắc chắn sẽ có cách. Chúng ta là những nhà khoa học của thời đại này, lẽ nào chịu thua. Buổi sáng năm 1944 hôm ấy, quân phát xít tiến vào Copenhagen. Từng bước tiến càng gần học viện khoa học của Neopold. Dạ, tôi đã khảo sát mọi địa điểm trong khu vườn rồi, chỗ nào cũng rất khả nghi. Đúng rồi, tôi đã nói chôn xuống đất không được đâu. Quân Hitler đã vào tới Copenhagen rồi. Không thể chậm trễ được nữa đâu, thưa hai ngài. Hay giờ qua phòng thí nghiệm, chỗ đó là kho chứa những chai lọ cũ, biết đâu lại tìm được chỗ may mắn. Bo à, tôi đang nghĩ cách nhờ khoa học để tàng hình hai tấm huy chương vàng này. Đúng rồi, một phản ứng hóa học. Axit chlorhydride, nó có thể hòa tan được vàng. Rồi sau đó ta sẽ đảo ngược phản ứng và tách vàng khỏi dung dịch. Có điều vàng rất trơ, dùng axit đặc cũng mất cả tiếng mới hòa tan được. Không còn thời gian phân vân nữa đâu, làm ngay thôi.
tiến về học viện vật lý của Niêu Bâu đầu tiên. Nơi đó chắc chắn bao che cho rất nhiều nhà khoa học Do Thái. Chỉ cần tìm được một bằng chứng nào khả nghi thì tất cả thành viên của học viện phải trả giá thôi. Chúng tới rất gần rồi. Sẽ kịp thôi. Còn bao nhiêu phút nữa thì chúng tới? Đã sang khu phố bên cạnh rồi thưa ngài. Còn tấm huy chương dở dang kia, ta đổ nó đi đâu đó, người ta cũng không biết nó là huy chương đâu ạ. Không, Pevesi và tôi muốn giữ nguyên số vàng để sau này còn có cơ hội tìm lại. Tìm lại ư? Ôi chúa ơi, cả hai cái huy chương đó đều tan thành nước cả rồi. Chỉ có nghịch đảo thời gian mới lấy lại được thôi. Còn bao nhiêu phút nữa thì tan hết? 3 phút nữa. Mau lên, lục soát cả viện nghiên cứu này, một dấu vết nhỏ cũng không tha. Hai tấm huy chương đã kịp hòa tan trong dung dịch axit đặc và quân phát xít. Dù lục tung cả học viện, nơi chúng nghi ngờ là che giấu nhiều nhà khoa học Do Thái nhất, cũng không tìm được gì khả nghi. Học viện Bô, tháng 11 năm 1945. Và rồi chiến tranh cũng kết thúc, đã đến lúc các nhà khoa học trở về ngôi nhà của mình. Bây giờ mình sẽ tách vàng trở lại từ dung dịch này. Cảm ơn các anh ngàn lần. Không những nghĩ được cách hòa tan huy chương lúc cấp bách, mà còn tách vàng trở lại gửi cho Hiệp hội Nobel đúc lại cho chúng tôi nữa. Chỉ đơn giản là chúng tôi ứng dụng hóa học mà thôi. Trong lúc cấp bách nhất, hóa học đã cứu sống tất cả chúng ta. Với lòng dũng cảm và trí tuệ sáng suốt của nhà khoa học, Bo và Hevesi không những thành công trong việc bảo vệ thành quả của đồng nghiệp mà còn bảo vệ cả tính mạng của chính mình. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, được kể lại từ chiến tranh thế giới thứ hai tại Copenhagen, Đan Mạch. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.